Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em đây. Nội dung hôm nay mình chia sẻ cho anh em là một cái chiêu trò lừa đảo gọi điện thoại thông báo trúng thưởng. Nội dung này cũng được nhiều anh em chia sẻ rồi. Hôm nay chính bản thân mình gặp vấn đề như vậy, cảm nhận thực tế để chia sẻ cho anh em. Nếu anh em nào biết rồi thì cho qua, còn những anh em nào chưa biết thì theo dõi hết cái video này của mình. Và bây giờ mời anh em tiếp tục nghe cuộc hội thoại của mình với một tổng đại viên thông báo trúng thưởng. Alo, alo, dạ alo, dạ cho hỏi được cái thảo luận số thuê bao của anh Tâm đúng không? Phải rồi anh. À dạ rồi, xin chào anh Tâm ha. Thì bên em gọi tới cho mình đó là từ trung tâm quà tặng của Home Shopping Mỹ Tâm. À dạ. Rồi sao anh Tâm, cho em hỏi là từ sáng tới giờ không biết là đã có nhân viên nào điện ra thông báo cho anh về cái chương trình ưu đãi mà anh Tâm đã được nhận chưa? Chưa anh ơi. À dạ. Thì cái này là anh Tâm là mình ở khu vực tỉnh Vĩnh Long đúng không anh Tâm nhỉ? Đúng rồi anh. À, nhưng mà em nhận được thông tin là trước đây là anh đã từng mua các sản phẩm quảng cáo trên đài truyền hình TV hoặc là anh đã từng mua các sản phẩm ở cửa hàng điện máy rồi đúng không anh? Đúng rồi anh. À dạ rồi. Dạ, tại vì là trước đây là anh Tâm đã từng mua các sản phẩm ở cửa hàng điện máy rồi, cho nên là cái hồ sơ của anh Tâm nó có lưu lại trên hệ thống tổng đài bên em đây. Thì hôm nay là em điện cho em thông báo là cái hồ sơ của anh Tâm may mắn là một trong năm bộ hồ sơ được tham gia vào chương trình quay số 1 trong 5 phần quà của nhà tài trợ Hàn Quốc bên em ha. Rồi. Thì năm cái phần quà đó như sau để em xin nói rõ với anh Tâm luôn. Về cái giải thứ nhất đó chính là một cái chiếc xe máy Honda AD trị giá là 56 triệu. Giải thứ hai là một chiếc xe máy Honda Vision trị giá là 42 triệu. Giải thứ ba là một cái chiếc TV Samsung màn hình công trị giá 26 triệu. Giải thứ tư là một cái tủ lạnh Sanio 2 cửa trị giá 16 triệu. Và giải thứ năm là một cái ghế massage trị giá là 9,5 triệu đồng. Trong năm giải thưởng như vậy thì chắc chắn là anh Tâm sẽ nhận được một trong năm giải thưởng nhanh chóng ha. Dạ rồi, và cái chương trình này nó sẽ được quay trực tuyến và phát sóng lên trên đài truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc là 1 giờ chiều, ngày là ngày 15 tới tháng 5 nhanh tâm ha. Có rồi. Gì thì anh Tâm nhớ đón xem ở trên đài truyền hình Vĩnh Long 2 để mình nhanh tâm. Rồi. Bây giờ dạ mình rồi. Phải làm gì nữa không ạ? Dạ rồi, thì chương trình này sau khi mà... Chương trình này sau khi mà quay dạy xong thì sẽ có nhân viên bên đài truyền hình người ta sẽ điện về để thông báo cho anh thêm một lần nữa là anh Tâm trúng được giải nào, anh nhớ để ý máy giúp em ha. Rồi. Dạ rồi. Dạ, thì lúc nãy em có thông báo với anh là trên 63 tỉnh thành bên em chỉ chọn ra đúng 5 khách hàng may mắn thôi, là tương ứng với 5 phần quà. Đó, anh Tâm là một trong 5 khách hàng rồi, cho nên chắc chắn 100% anh sẽ nhận được một trong 5 phần hai anh Tâm ha. Cái này mình không nhận được giải nhất thì mình cũng sẽ nhận được giải nhì, giải ba hoặc giải tư hoặc giải năm hai anh Tâm ha. Dạ, cái này nếu như mà trường hợp mà may mắn nhất là anh sẽ trúng được là cái giải thứ nhất là một cái chiếc xe máy Honda AD trị giá 56 triệu. Và khi mà anh trúng được rồi thì nhân viên bên em sẽ hỗ trợ là giao về trực tiếp tại nhà cho mình luôn. Dạ, sẽ có phóng viên đến ghi hình hỗ trợ và bàn giao quà cho mình nhanh tâm ha. Rồi. Đó, thì sau khi mà bàn giao quà xong thì nhân viên cũng sẽ hỗ trợ giao giấy tờ và làm quà bánh xe ngay tại địa phương cho mình luôn nhanh tâm. Rồi. Ừ. Rồi mình có cần làm gì không anh? Dạ. Dạ rồi, thì đây cũng là cái chương trình mà được tổ chức trên 63 tỉnh thành đó. Cho nên là để đảm bảo được tính công bằng thì trung tâm em sẽ có hai cái yêu cầu anh bắt buộc bổ sung đầy đủ giùm em để được nhận giải nhanh ha. Dạ. Cái yêu cầu đầu tiên là từ đây tới ngày quay giải thì anh phải để ý điện thoại, không được chuyển nhượng SIM cho người khác sử dụng. Vì khi mà bên trung tâm gọi về thì mình phải là người nghe máy để xác nhận cái mã nhận thưởng giùm em anh ha. Rồi, okay. Dạ, cái yêu cầu thứ hai nữa là mình cần phải có một cái mã nhận thưởng để được xác nhận phần thưởng của mình trong ngày quay giải là ngày 15 tới tháng 5. Vậy thì anh cho em hỏi là trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây, không biết là anh có mua sắm bất kỳ sản phẩm gì trên đài truyền hình TV chưa ạ? À, nói chung là có mua trả góp ở Điện Máy Xanh ạ. À, là trong vòng 3 tháng gần đây là anh chưa mua sản phẩm ở trên đài truyền hình TV đúng không? Không ạ. Dạ, nếu vậy thì bây giờ sẵn tiện em gọi về em sẽ hướng dẫn cũng như là sẽ tạo điều kiện cho mình mua sắm để bổ sung hồ sơ nhận giải nhanh ha. Ủa mình phải mua mấy bổ sung được hồ sơ hả anh?
Dạ, cái này là tại vì bên em xét hồ sơ của mình là trong vòng 3 tháng gần đây này là mình chưa đăng ký sản phẩm nào trên đài truyền hình TV. Thì bây giờ hôm nay em kiểm tra sẵn tiện em sẽ hỗ trợ bổ sung hồ sơ cho mình để mình đủ điều kiện nhận quà nhanh nhé. Dạ, có nghĩa là bây giờ là anh chỉ cần tham gia thêm một cái đơn hàng bất kỳ thôi đấy nhỉ. Thì hiện tại là bên em đang có hỗ trợ ba cái mặt hàng sản phẩm như sau. Sản phẩm thứ nhất đó chính là một cái nồi điện thông minh của Osaka, Nhật Bản. Sản phẩm thứ hai là một cái máy xay sinh tố Magic của Hàn Quốc. Và sản phẩm thứ ba là một cái nệm massage toàn thân công nghệ Canada. Ba cái sản phẩm này hiện tại là đang được trợ giá, giảm đi phần nửa so với mức giá của thị trường luôn nhanh nhé. Thì ba sản phẩm như vậy, không biết là anh muốn đăng ký sản phẩm nào để sẽ hỗ trợ bổ sung hồ sơ cho mình nhận giải luôn anh ạ. Nếu mà em không mua mấy sản phẩm đó là không được nhận thưởng phải không anh? Tại vì á, cái này á là bên em hỗ trợ xét duyệt cái hồ sơ của mình trong vòng 3 tháng gần đây là mình chưa đăng ký sản phẩm nào đấy anh. Thì lúc nãy em thông báo á, là trên 63 tỉnh thành có 5 khách hàng, trong đó là gồm có cô Cúc ở Cần Thơ, anh Tài ở Đồng Tháp, chị Liên ở Đà Nẵng và anh Tuấn ở Cao Bằng. Thì trong đây là gồm có cô Cúc, anh Tuấn và anh là mình chưa có sử dụng sản phẩm mua sắm nào trên truyền hình TV trong vòng 3 tháng gần đây. Mà lúc nãy em thông báo thì đã có là cô Cúc đã sử dụng cái nệm để chăm sóc sức khỏe rồi, còn anh Tuấn thì đã đăng ký cái nồi thông minh rồi. Còn không biết là anh đăng ký cái sản phẩm nào để anh sẽ hỗ trợ bổ sung hồ sơ cho mình nhận giải luôn. Nhưng mà em hỏi á, là nếu mà mình không mua sản phẩm là không có được nhận thưởng đúng không? Đúng rồi, tại vì cái này bây giờ á, khi mà mình đăng ký thì bên em hỗ trợ gửi về cho mình là một cái mã nhận thưởng nữa là gồm có 4 chữ số. Thì mình phải giữ kỹ cái mã nhận thưởng 4 chữ số này, từ khi nào mà bên hàng đã trao quà cho mình là mình phải xuất trình cái mã này ra để mình nhận giải đây. À, nếu mà phải mua sản phẩm vậy thôi em không nhận thưởng nha anh ạ. Dạ rồi. Cuộc hội thoại của mình đã kết thúc rồi anh em. Thực sự thì chỉ là một cái chiêu trò lừa đảo, chứ không phải trúng thưởng gì đâu nghe anh em. Nếu anh em là một trong những người từng mua đồ trả góp thì gặp vấn đề này. Nói chung ra, chẳng có cái gì là miễn phí, cũng chẳng ai cho không ai một cái điều gì. Cái gì cũng có cái giá của nó. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.